Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mại dâm trộm cắp được gọi chung là gì? Ma túy, cờ bạc, rượu chè, mại dâm trộm cắp được gọi chung là gì? Thầy Dương bấm thời gian nha. 30 giây bắt đầu. Cá rồi. Các bạn xong rồi, xin mời các bạn giờ đáp án. Tệ nạn xã hội. Rồi, xin chúc mừng các em. Tất cả các em đều có đáp án đúng. Để tiếp theo. Nếu biết bản thân, người thân của mình bị nhiễm HIV, bạn sẽ A. xa lánh không tiếp xúc, B. gần gũi để động viên an ủi, C. không để bạn ấy dùng chung đồ của mình, D. nói với mọi người nên tránh xa bạn ấy. Cô đọc lại câu hỏi. Nếu biết bản thân hoặc người thân của mình bị nhiễm HIV, bạn sẽ A. xa lánh không tiếp xúc, B. gần gũi để động viên an ủi, C. không để bạn ấy dùng chung đồ của mình, D. nói với mọi người nên tránh xa bạn ấy. 10 giây nữa. Hết giờ. Em xong rồi, xin mời em ra đáp án. Đáp án đúng là đáp án B. Gần gũi để động viên an ủi. Xin chúc mừng em. Tặng 7 bạn là có đáp án đúng. Câu tiếp theo nào. Hút thuốc lá có nguy cơ mắc các bệnh nào trong các bệnh sau? Bệnh tim mạch, B. bệnh ung thư, C. bệnh lao phổi, D. tất cả các bệnh trên. Hút thuốc có nguy cơ mắc các bệnh nào trong các bệnh sau? A. bệnh tim mạch, B. bệnh ung thư, C. bệnh lao phổi và D. tất cả các bệnh trên. Xin mời các em ra đáp án. Không, các em đã có đáp án cả rồi. Đáp án đúng là D. tất cả các bệnh trên. Xin chúc mừng các em đã có đáp án đúng. Bây giờ tiếp tục sẽ là một câu hỏi tiếng Anh. Xin mời cô Thảo. Tiếng Anh dành cho các bạn còn lại trên sân thi đấu. Các bạn cố gắng lên nhé. Câu hỏi của cô này, bắt đầu. What is the name of the high eat mutton in Vietnam? Cô sẽ nhắc lại câu hỏi lần nữa này. What is the name of the high eat mutton in Vietnam? What is the name of the highest mountain in Vietnam? 10 giây. Hết giờ. Phan Sĩ Phấn phải không cô? Hết giờ. Phan Sĩ Phấn không phải đâu. Câu hỏi của cô là ngọn núi nào cao nhất ở Việt Nam? Bây giờ các bạn đã có đáp án chưa? Ngọn núi nào em? Phan Xích Phan đúng rồi, nhưng mà câu trả lời muộn quá. Nghe này. Một là Thánh Gióng, hai là Sơn Tinh Thủy Tinh, ba là Bà Chúa Liễu Huệ, và người thứ tư là ai? Hai.
20 giây. Không nhìn vào nhé. 10 giây. Nào các em quay trở về vị trí nào. Hết giờ. Đáp án của thầy giáo là chữ đồng tử. Những bạn nào không có chữ đồng tử thì chúng ta di chuyển ra để chúng ta thi tiếp. Và như vậy chúng ta còn hai bạn của lớp lớp 8A. Chúng ta tiếp tục câu hỏi thứ tư, thầy giáo trả hỏi tiếp. Và nghe nhớ này. Nào các bạn cách xa ra ra nào. Nào câu hỏi của thầy giáo nào. Nghe nhá. Tên gọi Việt Nam có từ năm nào? Đúng cái kia anh học chữ. Thầy giáo nhắc lại này, tên gọi Việt Nam có từ năm nào? Chưa, mà đánh vừa đúng. 20 giây. Mười giây còn lại. Tên gọi Việt Nam hết giờ. Tên gọi Việt Nam có bắt đầu từ thời vua Gia Long đời Nguyễn năm 1804. Vâng, như vậy là 6 đáp án. Có đáp án. Như vậy là chúng ta vẫn tiếp tục để tìm ra một người giải nhất. Tìm ra một người giải nhất. Câu hỏi này sẽ dành cho bạn thông minh. Số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có 2 ước. Số là 1 và chính nó gọi là số gì? Giãn đơn quá. Không được biết đâu. 20 giây. Các bạn khán giả đứng xa ra nhé. 10 giây. Không được nhắc, nếu bạn được nhắc là sẽ phạm quy. Hết giờ. Số 2. Như vậy là số 2 là phương án không chính xác. Số của chúng ta chính là số nguyên tố. Câu hỏi tiếp theo. Nước và rượu, chất nào có nhiệt độ sôi nhỏ hơn? Nước và rượu, chất nào có nhiệt độ sôi nhỏ hơn? Tất cả giơ lên này. 5 giây. Như vậy là cả hai bạn tiếp tục sai. Câu hỏi tiếp theo. Câu này là câu mà chúng ta biết rồi này. Tuổi kết hôn của nữ là bao nhiêu? Các em cho các bạn một tràng pháo tay nào. Và xin chúc mừng hai bạn. Xin mời hai bạn về một chỗ. Chúng ta đã đến thời kết thúc. Kèm một số nào.
tri thức là muôn vàng, đúng không ạ? Tất cả những bạn nào cố gắng thì sẽ lên đỉnh Olympia thành công. Và thần rớt sẽ trao cho các bạn một vòng nguyệt quế.